MP3 đôi quay nữa. Quay rồi, chào quay, em. Quay nữa hả? Dạ. Chào em, chào các bạn. Đây thì sau khi mà mở đàn lên đàn mới á, thậm chí sau này mà anh em Rita, em Rita á, nó về nhà máy thì nó sẽ là như thế này. Khi mà lên nó chưa có hiện chỉ là nữa những cái tiếng của nhà máy. Rồi mình cần cái gì? Cần cài đặt sơ sơ cho nó, ví dụ như là menu. Đó, ở đây là menu, mình sẽ có cái đầu tiên đó là cái performance này, thì mình sẽ enter cho cái performance để mình chọn như là split stick này, chọn pha thăng 3 để cho ba em chơi organ đó. Mình kéo cái DAC này đó xuống pha thăng 3 đó. Lower hold này thì up đi, là mình exit ra, kéo xuống cái key trên pot đó, cái key đây đó, cái key này thì nó sẽ không có bị nhảy tông khi mà mình chuyển tiếng. Đó. Mình nhấn key model. Ok. Đó. Còn nếu mà mình dụ như là mình muốn model xong với là key thì cứ là bài hát MP3 mình vẫn tự tăng tông được luôn. Hơi bị nhéo tí nhưng mà thôi, mình chơi chơi bằng MIDI đi. Rồi, xong rồi. Arranger setting này thì mình nhấn là finish 1 hoặc finish 2. Ok, đó, chọn finish 2. Đó, xong exit ra, xong rồi mình kéo xuống ở dưới này. Và mình nhấn save SD full, tức là để save để dùng sau này. Đó, xong rồi mình được một thao tác để lưu cái performance nó lại, tắt nó không cũng vẫn nhớ. Thứ hai nữa là exit ra thì mình nhấn menu một lần nữa, nhấn cái global này có cái chức năng là nó giữ những cái tiếng mà để chơi organ á, nó không bị nhại. Mình sẽ có đây là rhythm đó. Rhythm này là on đó, mình nhấn về bên phải cái này con này và kéo xuống. Rồi tempo này cũng nhấn on luôn, nhấn kéo xuống. Turn này up, thì turn part up, còn nữa nói chung từ hai cái đó up còn nữa on hết. Cái này dành cho những người lần đầu tiên chơi và sử dụng cái đàn này, cũng như là ngoài ra em chơi thì ba vẫn chơi nữa. Xong em kéo xuống, xong exit ra kéo xuống, nhấn show global lại, nhấn enter vô, nó hỏi yes hay no, mình yes. Ok, vậy là xong rồi. Mình muốn thử nó một lần nữa thì mình reta cái đàn lại, tắt cái đàn mình coi nó có đúng như là mình vừa cài xong không. Nút nguồn nó nằm ở bên này, nút nguồn nó nằm ở sau lưng đó, đây. Đó, bỏ này rồi. Ok, ở đây có cái nút nguồn đây đó, mình tắt nó. C mình reta nó lại thì mình sẽ thấy nó có đúng như vậy không nha. Đấy là piano bình thường. Bây giờ USB thì mình lấy như thế nào? Mình muốn lấy một cái tiếng đang trong USB, mình nhấn lead. Rồi mình kéo xuống này. Đó. Em chơi piano thì lấy là piano. Đó. Xong nhấn cái number brick này 2 giây. Giữ nó lại. 1 2. Thì các cái đèn này nó có lệnh là sáng đây. Đó. Đây là tiến này, số 5 này là tiến này nó. Đó. Số 1 này là số 0 này là lùi. Đó. Anh cầm những cái máy anh chị, anh đánh thử anh nghe. Ví dụ bây giờ mình tiến lên acoustic, guitar acoustic thì ra. Đó, ví dụ như số 3 đó là string. Đó, solo đó, nó số 4. Số dạ. Số dụ như trong này mình nhìn thấy đây nhá. Ừ. Cái, tức là mỗi lần cái băng tiếng số 4 là sáng. À, ừ. Ví dụ bên này mình sẽ có những cái tiếng ví dụ như là vocal này để đánh những cái nhạc nó hoành tráng đấy. Hoặc là mình nhắn tiếp đó, cứ thấy cái băng nào mà hay. Ví dụ như đánh những tiếng này để đánh ban nhạc. Mình có thể cho anh tiếng vỗ tay rồi đó, mình tự tạo được luôn. Cái chức năng quan trọng nhất là record để cho mình nghe lại và đưa lên app thì nhấn record đi, nhấn một lần thì nó đang nhảy, nhấn thêm một lần nữa thì bắt đầu nó thu. Đó, bây giờ mình chọn tiếng, chọn tiếng piano. Nhấn cái
octave bên này, cái đó, tùy mình là thì dạy vì mình không có quán nhà thì tạm như là như vậy đó, hoặc là mình chơi bình thường thì nhấn hai cái cọng trừ lúc không phải không đó. Ngoài ra thì bây giờ mình chọn theo tiếng này mình. Xong rồi mình nhấn rec một lần nữa nó sẽ hiện thị cái này là record 4 recording 4 004 dạ nhấn drive một cái nó nằm trong đó và tương tự như vậy thì mình chồng lên đó bắt đầu nó phát mình chồng lên một lần nữa chờ nó chạy cho mình chồng lên là sẽ rồi đó mình sẽ chồng lên ví dụ tiếp theo của nó là tiếng guitar acoustic. Tiếng string, tiếng này to mình muốn nhỏ thì nhấn banking này, đó, bên này nhấn banking cho nó nhỏ bớt tiếng bên này, đó, chỉ bè theo. Đó, còn nếu mà muốn to thì nhấn cộng trừ lúc đó ra. Rồi mình chờ tiếp nó sẽ ra cái hồi nãy con 10 giây á. Rồi. Mặc định cái size nó trong cây đàn nó nằm chỗ này. Yeah. Rồi, ok, bây giờ xong ví dụ xong rồi mình drive lại tương tự như vậy ha. Đó, ok, bây giờ mình muốn lấy size của cái đàn mặc định ở bên này. Rock pop đây. Đó. Đây ha. Yeah. Là tại vì cái này cái thuật ngữ này nó đề khác. Dạ. Dạ, nó khác với cái gì? Rồi mình sẽ nhấn cái one third này để lấy theo của hắn. Đó đây. Đầu tiếng này. Kiểu kiểu đấy. Ở đây là đen rồi mid gì đó là nó đây. Còn mà Việt Nam thì mình sẽ là nhấn